Bí quyết chống nóng và chống stress nhiệt trên gà đẻ lương phượng khi thời tiết thay đổi đột ngột. Kính thưa bà con, hiện nay khu vực miền Bắc thời tiết thay đổi rất là thất thường. Trong ngày lúc thì trời mát, lúc thì trời nóng rất là gay gắt, thay đổi rất là đột ngột trong một ngày, khiến cho nhiều đàn gà mái lương phượng có hiện tượng há mỏ ra thở. Mặc dù là trong chuồng chúng ta đã bật giàn mát, đã bật quạt hút đầy đủ, nhưng mà hiện tượng đó vẫn diễn ra. Thậm chí là một ngày có thể thất thoát từ 7 đến 10 con do sốc nhiệt hoặc vỡ nát gan. Kính thưa bà con, là như cái video trước bác sĩ Đức đã chia sẻ thì con gà nó không có tiến mồ hôi nên là nó không tự thải nhiệt được khi mà nhiệt độ môi trường ta thay đổi rất đột ngột, đang mát trở thành nắng nóng thì nó sẽ không thể thích ứng kịp. Thêm vào đó thì gà lương phượng thì là rất là béo, nặng cân và nhiều mỡ, nên cái việc mà thời tiết thay đổi đột ngột như vậy thì không tránh khỏi hiện tượng sốc nhiệt và thất thoát đầu con. Và để khắc phục hiện tượng này thì tiên bà con chúng ta kiểm tra lại cái giàn mát xem có hoạt động bình thường không, rồi là quạt hút có hoạt động bình thường không. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiến hành phun mái trước khi nắng nóng gay gắt diễn ra để tránh hiện tượng mà nó hập hơi nóng từ mái xuống lèn chuồng chúng ta. Và đồng thời bà con cần sử dụng ngay cái sản phẩm Melosicam của công ty Hà Thành, có tác dụng là hạ sốt nhanh mà kéo dài 24 giờ để giúp con gà cắt sốt do con gà bị mất thăng bằng trung tâm vùng nhiệt dưới đồi. Và khi chúng ta sử dụng Melocam thì nó lập lại thăng bằng trung tâm vùng nhiệt dưới đồi và cũng là đồng nghĩa là hạ sốt cho con gà. Đặc biệt là Melocam sẽ không hại gan thận và có tác dụng kéo dài 24 giờ. Và trong trường hợp mà gà đã stress nhiệt, đã há mỏ thở, tức là gan đã rất là kém, thì bác sĩ Đức khuyến cáo bà con không nên sử dụng cái sản phẩm hạ sốt có thành phần là paracetamol, nó sẽ càng làm hại gan hơn và rất là khó phục hồi. Đồng thời thì bác sĩ Đức cũng khuyến cáo bà con sử dụng thêm sản phẩm vitamin C 35% của công ty Hà Thành, sản xuất theo công nghệ của Thái Lan. Trong vitamin C mà khi pha ra nước nó sẽ không bị oxy hóa và không gây tiêu chảy do quá trình oxy hóa của vitamin C diễn ra khi chúng ta là sử dụng dưới ánh nắng mặt trời hoặc dưới nhiệt độ cao. Và bà con nên pha Melocam của công ty Hà Thành pha chung với vitamin C 35% để chúng ta cho uống vào buổi trưa. Và trong cái sản phẩm vitamin C 35% của công ty Hà Thành thì có bổ sung thêm chất điện giải dạng ion như là kali và natri, sẽ giúp chống hiện tượng mất nước tế bào và mất nước đường ruột, mất nước cơ thể của con gà trong khi mà sốc nhiệt. Và đồng thời trong cái phần sản phẩm vitamin C 35% nó còn chứa thêm taurin giúp con gà tỉnh táo nhanh và chống hiện tượng chết do sốc nhiệt. Và bác sĩ Đức khuyến cáo bà con là nên sử dụng vitamin C 35% pha chung với Melocam vào buổi trưa lúc mà nắng nóng nhất, vào lúc là khoảng từ 9 giờ sáng đến 13 giờ, và buổi chiều vào lúc từ 15 giờ đến 16 giờ. Thì bác sĩ Đức khuyến cáo bà con nên sử dụng cái sản phẩm BioSmart 102 để giúp con gà là tái tạo cái mô gan đã bị tổn thương, chống hiện tượng vỡ nát gan do sốc nhiệt. Và bà con sử dụng BioSmart với liều là 1ml trên 2 lít nước hoặc 1ml trên 10 kg thể trọng. Chúng ta sử dụng cái quy trình này từ 3 đến 5 ngày thì sẽ chấm dứt được hiện tượng con gà thất thoát đầu con do sốc nhiệt. Và nhiều trang trại gà đẻ có chia sẻ với bác sĩ Đức rằng mà khi mà các trang trại sử dụng BioSmart 102 tuần định kỳ từ 2 đến 3 bữa thì kể cả khi mà gà có hiện tượng sốc nhiệt chết hoặc là bị bệnh thì khi mà bà con mổ ra khám ra cái gan vẫn rất là bóng đẹp và không bị tổn thương do vỡ nát gan. Và nếu bà con quan tâm đến bộ sản phẩm chống nóng này của công ty Hà Thành thì hãy liên hệ tới đại lý phân phối của công ty Hà Thành trên toàn quốc. Và xin cảm ơn bà con đã theo dõi hết video.